dùng máy cưa, bàn lưỡi tròn cầm tay. Hãy tham gia khóa đào tạo công nhân thực hiện công việc sử dụng dụng cụ điện như cưa máy lưỡi tròn. Hãy thực hiện kiểm tra khởi động trước khi bắt đầu công việc. Đây là câu hỏi. Có một chỗ không an toàn trong video mà bạn xem. Rốt cục, điểm đó nằm ở đâu? Đó là sử dụng bao tay. Không được đeo bao tay, găng tay bằng cốt tông vì có nguy cơ bị cuốn vào. Khi sử dụng, hãy tuân thủ những điều sau. Hãy làm việc ở trên bệ đã được cố định chắc chắn. Nếu có âm thanh bất thường phát ra, hãy dừng công việc sau khi xác nhận vị trí của dây cáp mới được bắt đầu cắt khi phải di chuyển cưa máy hãy ngắt nguồn điện hãy thay ngay lập tức lưỡi cưa khi tình trạng cắt trở nên khó khăn khi dùng máy cưa bàn lưỡi tròn hãy tham gia khóa đào tạo công nhân thực hiện công việc sử dụng dụng cụ điện như cưa máy lưỡi tròn. Hãy thực hiện kiểm tra khởi động trước khi bắt đầu công việc. Khi sử dụng, hãy tuân thủ những điều sau. Không được đưa tay lại gần vỏ ốp an toàn. Đối với các vật quá dài, hãy thực hiện công việc cưa mang vác bởi hai người. Khi việc cắt trở nên khó khăn, hãy ngay lập tức thay lưỡi cưa. Trường hợp cưa cắt các vật nhỏ, mỏng, hãy sử dụng thanh đẩy. Đây là ví dụ tai nạn xảy ra trong khi sử dụng máy cưa bàn lưỡi tròn cầm tay vì chỉnh sửa lại bên trong giàn giáo trong lúc cắt, người công nhân đã sử dụng cưa máy lưỡi tròn kiểu cầm tay và đã xảy ra sự cố cắt nhầm vào bắp đùi của mình. Hãy tuân thủ những điều sau để không gây ra tai nạn như thế này. Đối với công việc chỉnh sửa cốt pha giàn giáo ở những chỗ chật hẹp, hãy sử dụng cưa cầm tay, cưa thủ công cầm tay khi sử dụng cưa máy lưỡi tròn hãy thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng kỹ càng và đảm bảo vỏ ốp bảo vệ an toàn sử dụng tốt việc cưa cắt bởi cưa máy cầm tay lưỡi tròn hãy thực hiện ở trên bệ làm việc đã được cố định chắc chắn hãy sử dụng dụng cụ phù hợp với vị trí làm việc vì dụng cụ sử dụng được chia ra làm hai loại sử dụng trong nhà và sử dụng ngoài nhà khi trời mưa nếu sử dụng dụng cụ dùng trong nhà để sử dụng ngoài nhà sẽ có nguy cơ gây ra dò dỉ điện nếu sử dụng với tình trạng vẫn còn dây điện ở trống sẽ có nguy cơ xảy ra gia tăng nhiệt và phát sinh hỏa hoạn do việc phát tán nhiệt bị cản trở khi sử dụng hãy kéo hết dây ra và không để lại dây điện ở trống hãy xác nhận cường độ dòng điện định mức và sử dụng không để xảy ra các vấn đề đó hãy thực hiện kiểm tra khởi động trước khi bắt đầu công việc Khi sử dụng, hãy tuân thủ những điều sau. Hãy sử dụng kính bảo hộ. Trường hợp có rung động dị thường hoặc âm thanh lạ khi sử dụng, hãy ngưng máy tạm dừng sử dụng. Hãy làm việc với tư thế đúng và thoải mái. Sau khi sử dụng, hãy rút bỏ phích cắm khỏi ổ điện. Khi dùng máy cắt tốc độ cao, hãy tham gia khóa đào tạo đặc biệt về đá mài. Khi sử dụng, hãy tuân thủ những điểm như bạn thấy. Hãy thực hiện kiểm tra khởi động trước khi bắt đầu công việc. không được hướng đầu bắn đinh ra vào người mọi người không được di chuyển máy đóng đinh súng bắn đinh khi ngón tay vẫn bóp cỏ súng ngón tay vẫn bóp ở nút bấm đẩy đinh ra không được thực hiện công việc đối diện nhau khi tạm dừng công việc hãy tháo ống khí Hãy dừng sử dụng khi cảm thấy có dị thường. Đây là ví dụ tai nạn xảy ra trong khi sử dụng máy đóng đinh. Trong khi thực hiện lắp đặt ván khuôn cho móng, người thực hiện công việc trong lúc bắn đinh đã dùng tay trái để đẩy và giữ tấm nẹp với miếng gỗ dán do có một phần gỗ dán nhô lên. Vì vậy, đã bị đinh bắn xuyên qua mặt đối diện và đâm vào tay gây chấn thương. Hãy tuân thủ những điều sau để không gây ra tai nạn như thế này. Không được để tay vào hướng đinh bắn ra. Hãy xác nhận bề dày của vật liệu và chiều dài của đinh.